Xin chào anh chị, hiện tại mình đang đứng ở đây là một cây cầu mới của đường Vành Đai Tân Phú Đồng Tiến anh chị ha Nó còn một khúc vườn cao su này nữa thôi Là nó sang bên kia là khu công nghiệp Bắc Đồng Phú Cũng như là đường Liên Huyện đi Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Phước anh chị ha à, Còn khoảng chừng 500 mét nữa là cái, cái đoạn đường này được lối liền Và đây là một cây cầu mới của đầu đường Vành Đai Tân Phú Đồng Tiến Đấu từ DT741 ra quốc lộ 14 anh chị ha Đấy Uh, toàn bộ ngày xưa đây là rừng cao su hết này anh chị nhìn này rừng cao su hết và con suối này vẫn còn nguyên này, Đó anh chị không thì không có đường không có cầu thì làm sao mà 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 xe lưu thông được làm sao mà kinh tế rồi là xã hội phát triển được anh chị ạ, cái nhà nước người ta mới mắc những cây cầu rất là lớn rồi làm những con đường lưới lớn đặc biệt huyện đồng phú uh, của chúng ta uh, cửa ngõ của tỉnh bình phước theo trục dt 741 theo trục tạo lực thì năm nay từ giờ đến 2025, từ giờ đến 2030 là sẽ có rất là còn nhiều 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 những con đường mới như này anh chị ha. Rồi, một số anh chị hỏi là anh cái điểm cuối của cái đường xuyên tâm là ở đâu thì hôm nay mình quay video này mình cũng chia sẻ luôn anh chị ha. Một lần nữa mình nhắc lại nhé Cái cầu này là cái cầu đầu tiên cũng như là đầu đường của đường vành đai Tân Phú Đồng Tiến anh chị ha. Từ đây ra ngoài DT741 từ đây ra ngoài khu nghiệp Bắc Đồng Phú A, khu nghiệp Bắc Đồng Phú B, siêu thị, chợ Cóp Mát, trung tâm hành chính huyện Đồng Phú thì đâu đó khoảng hai cây thôi anh chị ha. Và tôi đang đứng ở đây là cây cầu đầu tiên của vành đai Tân Phú Đồng Tiến cũng như là điểm cuối cùng của đường xuyên tâm. Đây, đường xuyên tâm nó chạy đúng thế, cái 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 góc vườn cao su này này anh chị này. Đó, đó. Còn cái hướng này mình đi ra ngoài quốc lộ 14 cũng như là đi về thành phố Đồng Xoài được anh chị nhá. Đó, đường tôi đang đi là đường mới nhá. Chưa có xe nào đi đâu. Đường này chưa thông xe anh chị ha. À, à, cái con đường này nó có tất cả là cầu này là một cây cầu này, hai cây cầu, à, nó có ba cây cầu. Cái đường vành đai tân phú Đồng Tiến của chúng ta nó có ba cây cầu và nó bắt đầu từ DT741 khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và nó kết thúc ở quốc lộ 14 à, xã Đồng Tiến anh chị ha, cũng như là phường Tân Thiện của thành phố Đồng Xoài. Đây. Cái điểm cuối của đường xuyên tâm nó ra đúng cái vườn cầu Sô non nhà nhà ông này. này. Đó, này này anh chị này. Này. Đó, thì ngày xưa ngày xưa thì con đường này cũng vậy thôi. Nó cũng um tùm cây cối như này này. Thì mấy hôm nữa đường xuyên tâm nó làm thì nó cũng cắt cây như vậy. Nó cắt cây thì nó đổ đất rồi nó làm. Đấy. Chỗ tôi đang đứng ở đây, đúng là điểm cuối của xuyên tâm này. Đó, xuyên tâm nó chạy như này. À, từ vị trí tôi đang đứng là cái mặt đường vành đai Tân Phú Đồng Tiến này, chạy theo cái hướng ngón tay tôi chỉ này. Đi khoảng chừng một cây khoảng cây số nữa là ra đường liên huyện ra tiểu thủ công nghiệp ấp quân y xã Tân Lợi Rồi đi tuyến số 4 Rồi đi tuyến số 3 Số 2, số 1 và về Phú Giáo Bình Dương Đó, Xuyên tâm ở đây là điểm cuối của nó Điểm cuối cùng kết thúc đường xuyên tâm là ở đây à, Video sau Mình sẽ quay cái điểm đầu của đường xuyên tâm Còn đây là cái điểm cuối của đường xuyên tâm nhé Nó đấu nối trực tiếp vào DT... À, xin lỗi, nó đấu nối trực tiếp vào Đường Vành Đai Tân Phú Đồng Tiến Thuộc à, xã Tân Hưng Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha Đó chị này. À, con đường à, con đường vành đai Tân Phú Đồng Tiến này mình cũng quay một hai video ở trên đoạn giữa đường với lại đoạn cuối đường rồi. Chờ, video này thì mình quay đây ở gần như là đầu đường. Và qua qua cây cầu này này. Qua cây cầu này giáp với khu cụm công nghiệp ngoài đấy thì cái đường ngoài đấy cũng khá là đẹp. À, nó chỉ có khoảng 500 m này là nó chưa có có giải phóng mặt bằng thôi. Chứ đường này là cơ bản là thông gần như là thông xe rồi đấy. Anh chị ạ một lần nữa mình chia sẻ lại nhé cái đường mình đang đứng ở đây là đường vành đai Tân Phú Đồng Tiến điểm đầu của nó là dt 741 uh, uh, chỗ khu công nghiệp khu công nghiệp Bắc Đồng Phú A khu công nghiệp Bắc Đồng Phú B anh chị ha thuộc uh, thị trấn Tân Phú huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước và nó chạy qua uh, đường uh, Liên huyện uh, Tân Lợi đi Tân Lợi Tân Hưng này rồi đi uh, tiểu thủ công nghiệp Tân Lợi này rồi nó chạy qua đầu Xuyên tâm đây đó, nó chạy qua đường xuyên tâm đường xuyên tâm là điểm cuối ở đây rồi nó chạy tiếp ra kia là gặp một con đường liên huyện để đi về các tường phú hưng này về dt 741 đấy băng qua đường đó thì đi lên tiếp một chút nữa là gặp đường cao tốc gia nghĩa trân thành thì đi qua tốc ra qua cao tốc gia nghĩa trân thành khoảng chừng ba cây số nữa thì nó lại gặp dt 753 đi qua dt 753 thì nó lại gặp quốc lộ 14 là điểm cuối của cái đường này anh chị ha đấy, đây là một con đường sau này gần như đường tránh thành phố đồng xoài của chúng ta đấy anh chị nhá đó, còn đây là đường cuối đoạn cuối của xuyên tân xuyên tâm Xuyên tâm anh chị ha. Đấy, xuyên tâm mà đi hướng này. Xuyên tâm thì nó điểm cuối nó là cái đường vành đai Tân Phú Đồng Tiến, ra một chút khoảng hơn cây số là đường Liên huyện, rồi qua đường Liên huyện chỗ tiểu thủ công nghiệp Tân Lợi thì lại gặp tuyến số 4. Rồi qua tuyến số 4 thì tuyến số 3, tuyến số 2, tuyến số 1 và điểm cuối nó là cái đường uh, nhựa giáp uh, danh giữa tỉnh Bình Dương. Thì uh, cái thằng uh, xuyên tâm này là nó bắt đầu từ huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương và điểm kết thúc nó ở đây anh chị ha. Ừ. Rồi, thì anh chị nào quan tâm mua đất trên mặt đường xuyên tâm này rồi mua đất ở các uh, tuyến như số 3, số 4, số 2, số 1 này Đấy, Và uh, đất ở gần các con đường vành đai như này Thì cứ liên hệ cho mình Thông qua số, số điện thoại là 0918 645 130 anh chị ha Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video Và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land Để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị ha Một lần nữa xin cảm ơn